Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, tối ngày 31 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 với chủ đề Than Uyên ngày mới. Dự chương trình có các đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, nguyên lãnh đạo huyện Than Uyên, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn, các câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Thái của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai. Mở đầu chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 là màn hát múa ca ngợi Đảng, tình yêu quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu nói chung và sự đổi mới, phát triển của huyện Than Uyên nói riêng. Sau chương trình nghệ thuật là màn múa xòe đoàn kết với sự tham gia của 2.000 diễn viên, nghệ nhân, vận động viên đến từ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai. Xòe là điệu múa dân gian phản ánh cuộc sống lao động. Đây cũng thể hiện ước mơ về một cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc của hàng triệu đồng bào dân tộc Thái ở vùng cao Tây Bắc. Vòng xòe thường được tổ chức như một nghi lễ dân gian để đón mừng, thể hiện tình cảm con người gần gũi, nét đẹp truyền thống, nhân văn sâu sắc. Sáng ngày 1 tháng 1 tại sân vận động huyện Than Uyên đã diễn ra lễ chào cờ năm mới 2024 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức. Dự lễ có các đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và hơn 2.000 diễn viên, nghệ nhân, vận động viên của các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Lễ chào cờ đầu năm mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình cảm trân trọng thiêng liêng với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên. Là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của chương trình chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và huyện năm 2024. Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện nghị quyết số 02/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025. Qua sự kiện, nhân dân và du khách được biết tới những sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của huyện, đồng thời quảng bá sản phẩm nông sản đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Sau lễ chào cờ là nghi thức thả chim bồ câu với thông điệp hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc. Kết thúc là màn đồng diễn dân vũ và điệu múa vũ điệu kết đoàn do 800 diễn viên thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí chào đón năm mới 2024, chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu đã tổ chức thành công chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024. Với chủ đề chào năm mới 2024, chương trình nghệ thuật gồm 15 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với những giai điệu đẹp ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, mùa xuân ca ngợi nét đẹp người lính, chào đón năm mới như tình ca mùa xuân, xuân về trên rừng núi, tiếng chuông ngày mùa, chúng tôi là người lính Bác Hồ, được trình diễn sinh động, giàu cảm xúc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các tiết mục nhảy dân vũ sôi động hiện đại của các câu lạc bộ đã đưa khán giả hòa vào không khí tưng bừng, náo nức, phấn khởi trước thềm năm mới. Về xem văn nghệ đó thì tôi thấy cảm thấy vui lắm. Đội văn nghệ, các đội văn nghệ diễn hay và tôi rất là mừng. Hôm nay đi xem ở phố đi bộ thì em thấy các tiết mục được đầu tư khá là bài bản ạ, các tiết mục rất là đặc sắc và em xem thấy rất là thích. Em cũng mong muốn là trong năm mới thì nhà nhà người người thì đều được sức khỏe, hạnh phúc, an vui và em cũng mong muốn là Lai Châu của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa trong mọi lĩnh vực. Chương trình nghệ thuật do các diễn viên, nghệ nhân đến từ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đội văn nghệ, các câu lạc bộ đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố biểu diễn, được sản dựng công phu, đẹp mắt, tạo ấn tượng cho đông đảo nhân dân khi đến xem và thưởng thức. Chương trình hôm nay thì chúng em rất là hào hứng ạ và chúng em đã rất là tích cực để tập luyện các tiết mục hay nhất để gửi tới tất cả khán giả và chào đón một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và an khang ạ. Chương trình nghệ thuật chào năm mới là hoạt động văn hóa thường niên của thành phố Lai Châu,
với mong muốn mang đến cho mọi người dân trên địa bàn những giây phút thật ý nghĩa và vui tươi trước giờ khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh, mùng 1 tháng 1 năm 2004, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Nhân dịp chào mừng năm mới 2024 và kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Lai Châu, thì Ủy ban dân thành phố Lai Châu phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức một số hoạt động để chào mừng năm mới tại phố đi bộ Hoàng Diệu của thành phố Lai Châu. Thì đây cũng là dịp để nhân dân và các cấp chính quyền của thành phố Lai Châu long trọng tổ chức chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh. Và qua đây thì các cấp chính quyền của thành phố cũng như nhân dân của thành phố Lai Châu mong muốn một năm mới mang đến nhiều niềm vui mới và nhiều thắng lợi mới. Kết thúc chương trình nghệ thuật là vòng xoay đại đoàn kết, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Lai Châu, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2024. Thưa quý vị, công tác đấu tranh chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trong thời gian qua đã được Ban chỉ đạo 389 cũng như Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, đến uy tín, lợi ích của doanh nghiệp. Từ năm 2019, Hợp tác xã Dược liệu Nam Dược Mạc Minh do Lương Y Mạc Văn Minh ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang độc quyền sản xuất, phân phối bài thuốc gia truyền chữa bệnh yếu sinh lý, kháu phải lèng. Hợp tác xã đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm này và được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận cấp giấy chứng nhận sử dụng 3 từ kháu vải lèng. Số nhãn hiệu 456690 theo quyết định số 53894 năm 2023. Khi sản phẩm kháu vải lèng lưu hành trên thị trường trong cả nước, thì trên địa bàn thành phố Lai Châu xuất hiện sản phẩm tương tự và lấy luôn nhãn hiệu kháu vải lèng, dập trên bao bì sản phẩm. Điển hình, trung tuần tháng 12 năm 2023, qua sự khiếu nại của hợp tác xã, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Lai Châu đã vào cuộc thu giữ 11 gói thuốc đông y nhãn hiệu kháu vải lèng tại cửa hàng Minh Hòa ở phường Đông Phong. Tại đây, chủ cửa hàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ và đội đã lập biên bản với chủ cơ sở, tạm giữ các sản phẩm kháu vải lèng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ đang quản lý, bảo hộ cho hợp tác xã Dược liệu Nam Dược Mạc Minh. Thì bọn em mua thì em lại ý kiến lại với lại cả bên đầu bán hàng. Mình nhập sản phẩm mới, bây giờ vừa em trả lời em bảo là nhập qua Zalo rõ ràng đấy là cái sản phẩm đấy nó không rõ cái nguồn gốc xuất xứ này đúng không? Có phải mình phải có cái địa chỉ nó rõ ràng cụ thể như thế nào chứ? Thì nhu cầu thị trường mọi người hỏi thì mình lại thông tin sản phẩm. Sản phẩm kháu vải lèng thì chúng tôi đã đăng ký sở hữu trí tuệ vào tháng 8 năm 2020. Thì sau vừa rồi chúng tôi cũng đã nhận được quyết định sở hữu trí tuệ. Và qua vừa rồi tôi cũng thời gian vừa qua thấy rất nhiều khách hàng có lời phản ánh gọi điện đến tôi là ở trên địa bàn Lai Châu đang có một số cơ sở, một số tổ chức cá nhân đang làm giả cái sản phẩm kháu vải lèng để nhằm hòng trục lợi. Thì qua đó chúng tôi và cùng với bên quản lý thị trường, ban kinh tế và bên bảo trì thì chúng tôi cũng đã xác minh được một số cơ sở và chúng tôi đã qua quá trình kiểm tra và đúng sự thật. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã thực hiện kiểm tra 814 vụ, phát hiện và xử lý 247 vụ. Trong đó, kinh doanh hàng hóa nhập lậu 14 vụ, hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ 35 vụ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ 40 vụ, vi phạm trong kinh doanh 51 vụ. Cục Quản lý Thị trường tỉnh ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, các đội quản lý thị trường phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra cơ sở kinh doanh, buôn bán, chợ, siêu thị, cửa hàng với nhóm mặt hàng thiết yếu. Việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, nhãn hàng hóa, niêm yết giá. Theo quy luật thì vào các dịp cuối năm, cái lượng hàng hóa tiêu dùng của người dân sẽ tăng cao đột biến, hàng hóa rất là sôi động. Nên lợi dụng việc đó thì các đối tượng kinh doanh phi pháp sẽ đưa hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu
trà trộn vào với hàng thật, hàng có chất lượng, thì để đảm bảo kiểm soát tốt nhất cái hàng hóa phục vụ cho người dân trong dịp lễ Tết, thì cục quản lý thị trường đã xây dựng cái kế hoạch cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết Bính Thìn năm 2024. Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao, thị trường hàng hóa dự báo sẽ rất sôi động. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để các đối tượng buôn bán, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng hoạt động mạnh. Do đó, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh, khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu về buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hãy thông tin liên hệ với các đội quản lý thị trường, cơ quan chức năng trên địa bàn để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Là sự kiện lớn quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ôn lại truyền thống, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc và sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khẳng định những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sau 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu, kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lập thành tích, chào mừng các sự kiện kỷ niệm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, giới thiệu quảng bá hình ảnh Lai Châu với bạn bè trong nước và quốc tế. Kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu, mùng 1 tháng 1 năm 2004, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, nêu cao trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, là những biện pháp mà lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai để kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 và lễ kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh diễn ra an toàn. Phóng sự sau đây sẽ thể hiện nội dung, mời quý vị cùng theo dõi. Nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 vào thứ Hai, cộng thêm 2 ngày là thứ Bảy và Chủ nhật, do đó sẽ kéo dài trong 3 ngày. Chính vì vậy, số lượng hành khách trên các tuyến xe khách nội địa liên tỉnh sẽ rất lớn. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền cho các nhà xe tiến hành tuần tra kiểm soát trên các phương tiện xe khách, có biện pháp xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện sai phạm. Nhờ đó, các chủ phương tiện, các nhà xe đã chủ động phương án đón trả khách, tăng cường thêm xe, cam kết không để xảy ra tình trạng nhồi nhét, chở quá số người quy định. Vào dịp Tết Dương lịch này thì nhà xe đồng tâm chúng tôi thì có những cam kết là coi như là không chở khách quá người quy định này, nên là không rượu bia này, không tăng giá vé này. Đội cảnh sát giao thông số 1 đường bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu phụ trách đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường quốc lộ 4D đoạn từ km 0 ngã ba Pa So, huyện Phong Thổ đến km 50 xã Giang Ma, huyện Tam Đường và đường tỉnh lộ 126 đoạn từ km 0 thành phố Lai Châu đi km 12 thuộc địa bàn xã Bản Hon, huyện Tam Đường. Hiện đội có 5 cán bộ chiến sĩ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn giao thông xảy ra trong những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2023 và lễ kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh, cũng như không để tình trạng các xe khách chở quá số người theo quy định, tăng giá vé, chèn ép khách. Cán bộ chiến sĩ của đội huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ triển khai thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, gắn với thực hiện các kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề như người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, tăng cường các ca tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung kiểm tra trong khoảng thời gian cao điểm. Chúng tôi cũng đã xây dựng các kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến, tăng cường cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát vào các khung giờ mà có mật độ giao thông sẽ tăng đột biến. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các xe khách xem là có chở quá số người quy định hay không, để nhằm đảm bảo cho thuận tiện cho việc đi lại của hành khách.
Hiện nay, huyện Tam Đường đang tập trung phát triển 4 loại hình du lịch chính dựa trên những ưu thế và tiềm năng sẵn có của huyện như du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh. Đây là tiềm năng lớn để ngành du lịch từng bước đầu tư khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Cùng với hệ thống cơ sở lưu trú hiện có, hiện huyện Tam Đường cũng đang tập trung ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn vào khảo sát, thực hiện các dự án đầu tư khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn. Để góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phục vụ du khách trong những năm tới, huyện Tam Đường phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó có ít nhất một sản phẩm đạt OCOP 4 đến 5 sao, phấn đấu xây dựng một bản du lịch cộng đồng tiêu biểu quốc gia. Trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái, phấn đấu xây dựng được một khu du lịch cấp vùng và từ 1 tới 2 khu du lịch địa phương đạt tiêu chuẩn, xây dựng một sản phẩm du lịch văn hóa thường niên của huyện, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Tam Đường. Trong năm 2023, UBND huyện Mường Tè đã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân tiêu chí trên xã đạt 13,62 tiêu chí trên xã, vượt 4,1% kế hoạch. Trong đó, số xã đạt từ 10 tới 14 tiêu chí có 6 xã, số xã đạt từ 5 tới 9 tiêu chí có 4 xã. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 26,34 triệu đồng một người trên năm. Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch 13 xã xây dựng nông thôn mới. Trong năm, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đã khám và điều trị cho trên 180.000 lượt người. Trong đó điều trị nội trú cho trên 7.120 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú và kê đơn thuốc được trên 60.000 lượt. Công suất giường bệnh đạt trên 88%. Ngoài ra, trung tâm đã khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 10.000 trẻ em dưới 6 tuổi và trên 120.000 lượt bệnh nhân nghèo. Trong thời gian tới, để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đang tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại các xã, tăng cường công tác tuyên truyền, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tảo hôn và suy dinh dưỡng cho trẻ, đồng thời tiếp tục thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống các bệnh mùa đông trên người già và trẻ nhỏ. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân chăn nuôi tập trung, đến nay toàn tỉnh có 221 trang trại chăn nuôi, trong đó có 4 trang trại chăn nuôi lợn đạt quy mô lớn, 35 trang trại quy mô vừa, 182 trang trại quy mô nhỏ. Từ phát triển chăn nuôi mà có 52 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 42 sản phẩm chăn nuôi, 10 sản phẩm thủy sản. Hiện ngành nông nghiệp đang tích cực tuyên truyền bà con nhân dân mở rộng chăn nuôi theo hình thức quy mô lớn hoặc liên kết hộ gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh. Với việc chuyển đổi hình thức chăn nuôi mà có nhiều hộ dân đã tích cực trong việc mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi, từ đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung đạt hiệu quả cao. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.